Tử vi tuổi Mậu Tý năm 1948 tháng 4 năm 2022. Thưa quý vị, đừng bao giờ coi thường con giáp này trong tháng 4 âm lịch bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể. Bất kể những con giáp khác ra sao, nhưng với con giáp này thì chắc chắn họ sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Mậu Tý trong tháng 4 âm lịch này càng bị người đời chà đạp, khinh miệt, coi thường thì họ lại càng có nhiều những thành tựu lớn lao trong công việc. Họ vẫn vô cùng giàu có từ sau rằm tháng 4 âm lịch, khiến cho rất nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua nhiều giai đoạn thì mới thật sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người một số mệnh. Chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng luôn được sung sướng thì chắc chắn sẽ được sung sướng cả đời. Và ngược lại không phải ai khổ thì sẽ chịu cảnh lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài, chiếu cố nồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Thưa quý vị, trên thực tế có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh của họ sẽ thay đổi. Người xưa có nói rằng cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy trong 12 con giáp sẽ có những con giáp chúng ta được trọn vẹn điều đó, bất kể là cuộc sống của những người khác có ra sao. Nhưng với con giáp này thì chỉ cần họ cố gắng và nỗ lực hơn một chút nữa thôi thì nếu không rào nứt tường đổ vách cũng sống trong giàu sang phú quý, không bao giờ phải lo lắng thiếu thốn bất cứ một điều gì, viên mãn đủ đầy trong năm 2022 Nhâm Dần. Vâng, và xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình của những người tuổi Mậu Tý trong tháng 4 âm lịch qua video của chúng tôi ngay sau đây. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Mậu Tý, sinh năm 1948 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thưa các bạn, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý thường gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Thiên định, người tuổi Mậu Tý bản tính hiền lành chất phác, được mọi người yêu mến và kính trọng. Tuổi Mậu Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, chí thú. Họ biết quan tâm đến người khác khi trẻ của cải chưa có nhưng về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ cậy. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp phải tình huống nguy hiểm thì họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái ai thì người này được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm. Những người tuổi Tý là thiên quý tinh, vốn thông minh, lanh lợi, giao thiệp rộng, có tham vọng. Chính vì thế họ sẽ gặt hái được rất nhiều những thành tựu thời son trẻ. Tuy vậy, họ lại hay ỷ vào bản tính lanh lẹ của mình nên rất ngạo mạn, coi mình là nhất, đôi khi tỏ thái độ khinh khỉnh, coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra những lận đận sóng gió trong cuộc đời của người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Người tuổi Mậu Tý đã đến độ tuổi không còn phải lo lắng nhiều về công việc, tiền tài. Các bác hãy chú ý nhiều đến sức khỏe trong tháng này. Xét tử vi thấy có thể xảy ra tai nạn bất ngờ khi di chuyển đi lại. Với hàng xóm láng giềng, bản mệnh nên thường xuyên quan tâm giúp đỡ, nên khi rắc rối gì xảy ra, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Với con cháu trong nhà, bản mệnh chính là người bề trên mẫu mực, bạn thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người. Một số người vẫn được con cháu tin tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Tý cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tử vi cho thấy vì đã bước vào độ tuổi thất thập cổ lai hy nên gia chủ không nên có tinh thần ganh đua quá mức trong mọi việc. Hãy thỏa thuận và hài lòng với những gì mà mình đang có, không nên yêu cầu quá mức ở bản thân cũng như con cái và mọi người xung quanh. Nên tránh xa những lời dụ dỗ của người ngoài trong việc bỏ tiền đầu tư, rất dễ bị lừa gạt. Trước khi đưa ra quyết định lớn nhỏ nào, tốt hơn là nên trao đổi với con cái trong nhà, không nên tự mình đưa ra quyết định khiến mình lâm vào rắc rối. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt,
Kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này tài lộc ổn định chứ không vượng. Vì vậy, người tuổi này cần phải chú ý tránh xa những mối đầu tư mạo hiểm đem lại lợi nhuận cao nhưng kèm theo đó là rủi ro rất lớn. Xong, bạn cũng không nên quá chú tâm vào vấn đề làm giàu. Thời điểm này chính là thời điểm bạn nên nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe cũng như dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tránh ham làm giàu, chớ nên nghe theo những lời ngon ngọt của người ngoài mà đem hết tiền tiết kiệm của mình đi đầu tư vào những nơi không đáng tin tưởng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, Tý, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tình hình sức khỏe của người sinh năm 1948 không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Tuy nhiên cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, tránh cho bản thân bị thương. Một số người bị đau xương khớp, gân cốt thì không nên vận động mạnh và chú ý tìm những hoạt động phù hợp với sức của mình. Bản mệnh nên có thái độ lạc quan khi phải đối diện với những vấn đề ấy. Đồng thời, cần phải chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Thời gian này đang chuyển tiết, thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi cả nội nhiệt lẫn ngoại nhiệt. Đó là lý do bản mệnh rất dễ ốm đau và nhất là ở độ tuổi này, sức đề kháng đã kém hơn. Nên theo dõi sức khỏe thường xuyên, có chế độ ăn uống phù hợp với độ tuổi. Cuối tháng này có thể xảy ra tai nạn khi di chuyển, gia chủ cần phải hết sức lưu ý. Các quý gia chủ tuổi Mậu Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, người tuổi Mậu Tý không gặp nhiều vấn đề biến động trong chuyện tình cảm. Bản mệnh nhận được sự quan tâm yêu mến của con cháu trong nhà. Mối quan hệ với hàng xóm xung quanh cũng tốt đẹp, thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Về cơ bản, bạn có thể tận hưởng những năm tháng yên bình. Tốt nhất là hãy giữ tâm lý lạc quan, tích cực và luôn hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dù có gặp phải vấn đề gì bất ngờ thì bản mệnh cũng chớ nên lo lắng quá mức, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tổng quan tháng 4 năm 2022 âm lịch, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuyệt Tý. Đối với người tuổi Mậu Tý trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 4 năm 2022, tức ngày 5 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 4 năm 2022, tức ngày 17 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Tý trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 12 tháng 4 năm 2022
tức ngày 12 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 4 năm 2022, tức ngày 24 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa mới đón xem ở chương trình tử vi của những người sinh năm 1948 trong tháng 4 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức mới nhất của chương trình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!